với tôi thì con đường này và ngôi sao này có một ý nghĩa rất là quan trọng, vì chính ngôi sao này, Tippi Hedren, đã tạo nên lịch sử của ngành nail trên xứ Mỹ. In 1975, Hollywood actress Tippi Hedren was a relief coordinator with the charity organization Food for the Hungry. She supported Vietnamese refugees at Hope Village outside Sacramento, California. We're bringing in the Vietnamese refugees and help them find a job, become assimilated into the United States. I got to know a group of women, you know, fairly well, and they were all trying so hard to make the United States their home. I noticed they all loved my fingernails, that I thought, well, you know, this might be a really good idea for them to learn how to do the manicure at that time. Thì chúng tôi mới nghĩ là chưa làm móng tay, trời ơi làm móng tay, tại sao làm móng tay? Ở Việt Nam mình có giờ làm móng tay đâu. Tôi có gửi thơ về ông cụ, tôi nói là tôi đi làm móng tay. Thì ông cụ tôi không chấp nhận, cứ thôi kệ, cứ học đi để mà mình có cái nghề trong tay. Thế là sau đó thì bà Tippi ấy, bà mới sẽ gửi người thợ móng tay của bà hàng tuần sẽ lên và dạy cho chúng tôi cái nghề móng tay. So she came up once a week for about 8 weeks. And each time she'd come up, she'd give them a procedure to work on. And they'd practice on each other, they'd practice on me, and we had a great time doing it. In order to work as a manicurist, you have to have all of the licenses. We arranged for that, for them to go to school. And they all got their teaching and their licenses. From a small group of 20 first Vietnamese manicurists, this job has helped many Vietnamese families settle down in the U.S. Many of them have secured wealth and stature thanks to manicure. Nail Magazine estimated in 2016 that in California, Texas, and Florida alone, there were nearly 15,000 nail salons, most of them Vietnamese-owned. In the 70s, with the advent of Vietnamese-owned nail salons and nail technicians who were bringing nails out of the exclusive beauty parlor and into a nail salon where they could offer nail services at an affordable price, the nail industry exploded. It all of a sudden became accessible to working women and women who stayed at home, who didn't have a lot of money to spend on their nails but wanted to look their best. Tại sao không phải thành công ngành tóc, không phải thành công ngành về da mặt, về facial mà lại về thành ngành nail? Người Mỹ thì không làm được, họ ngồi đến khoảng 5 giờ chiều họ đứng dậy, nhưng mà mình ngồi đến 9-10 giờ đêm mình cũng phải mà mình ráng mà mình cày. Thì nhờ vậy người Việt của mình mới có thành công trong cái nghề này. Today, the nail business, seemingly an ordinary job, has turned into an $8.5 billion industry. Thì hồi đó đi học thì mình cũng chỉ nghĩ là để có mà một công ăn việc làm nuôi gia đình mình thôi. Nhưng mà không ngờ cho tới bây giờ thì là cái ngành nail nó trở thành một cái thương hiệu rất lớn, mà không những chỉ ở nước Mỹ mà cả toàn cầu. Cũng nhờ vì cái sự cần cù, nhẫn nại và óc sáng kiến của dân Việt Nam mình mà cho tới bây giờ nó đi khắp mọi nơi hết cả. I just really wanted to be of help to these people. And this was such an obvious, wonderful job for them. And it turned out to be much bigger than I expected. I stay in touch with the same women that I started with all those years ago. And we meet every now and then. I think the Vietnamese people have excelled in being absolutely perfectionist in the manicuring. I always go to a Vietnamese manicurist, always. And I've been going to one for the same one for years.